là tín đồ du lịch biển đảo. Nếu bạn chưa từng đón ánh nắng vàng ấm áp trên bãi biển cát trắng ở Kỳ Co, Eo Gió, Quy Nhơn. Kỳ Co, Eo Gió, Quy Nhơn được biết đến như một thiên đường Maldives phiên bản Việt với vẻ đẹp hoang sơ, hữu tình, hiếm thấy khi đến du lịch tại Quy Nhơn. Hãy nắm tay người thân yêu đến vùng biển đẹp này, cùng nhau chinh phục vẻ đẹp sơn thủy nên thơ với những cung bậc cảm xúc tuyệt vời tại đây nhé. Thì bước lên xe trung chuyển nha mọi người. Xe mình không có được đi tiếp đâu nha mọi người. Tới Kỳ Co nha mọi người. Hôm nay mình sẽ ăn sáng ở đây luôn. Ủa vậy cái đường nào đi lên cái trên mạng hay chụp ta? Đó. Đâu? Đó. Đâu phải. Đó, ra kìa. Bạn ơi. Có nhiều sự nhầm lẫn thì cũng không có lớn gì mấy, nhưng thật ra là tại vì mình đi lần đầu, mình không có biết. Nhưng mà nếu mà các bạn có đi thì các bạn sẽ phải cẩn thận nha, tại vì giữa Kỳ Co và Eo Gió là hai cái khác nhau. À, mình vô đây thì tiền vé là cũng hơi 140 một người, ăn ở trong đây cũng khá đắt. Mà mình muốn tham quan cái hình lên ảnh thì nó nói ở đó chính là Eo Gió, còn đây là Kỳ Co, hai cái khác nhau. Nhưng mà hồi lỡ rồi mình cũng đến đây để tham quan luôn, nhưng mà ở đây là chỗ này có thể ngủ lại nha. Biển đây rất là đẹp, nhưng mà sáng này người ta nói là không cho tắm biển gì, sóng lớn. Đây là cái bãi Kỳ Co. Nó có cái cầu đi ra, mình cũng sẽ phải tham quan cái cầu này. Trước đây Kỳ Co là một bãi tắm hoang sơ và chỉ mới được đưa vào khai thác du lịch khoảng 5 năm trở lại đây. Hiện nay đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Quy Nhơn và được du khách ví như Maldives của Việt Nam. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên với nước biển trong xanh, bãi cát màu vàng nhạt, nơi đây còn thu hút khách du lịch bởi cảnh núi non hùng vĩ với nhiều mỏm đá lớn nhỏ. Một điểm nhấn của bãi biển là các tảng đá ngăn nước lại thành những hồ bơi tự nhiên. Ngoài ra, Kỳ Co còn có một số hang động nhỏ ở chân núi chỉ xuất hiện khi thủy triều rút. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể lặn ngắm san hô tại vùng biển này.